Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của những người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 năm Mạng trong cái năm 2025 năm Ất Tỵ. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để nắm được cái vận thế của mình, giúp quý vị có một năm bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào. Quý vị thân mến, thì cái năm 2024 năm Giáp Thìn là cái năm mà cũng khá nhiều cái khó khăn, cái chật vật đối với những người tuổi Canh Tuất, do bị cục diện là Thìn Tuất là tương xung, bị trực xung với Thái Tuế. Vậy nên đây là một cái năm vất vả cực nhọc khi mà những người tuổi Canh Tuất ấy chịu ảnh hưởng vừa cái chịu ảnh hưởng của cục diện là gì? Thứ nhất là xung Thái Tuế, thứ hai là cái sao La Hầu nó chiếu mệnh. Vậy nên cái vận trình trong năm gặp khá nhiều khó khăn trục trặc, áp lực thì lớn, tiền bạc thì không được như ý, lại bị nhiều cái hao hụt. Không những thế, quý vị còn gặp nhiều cái chuyện khẩu thiệt thị phi, tiểu nhân quấy nhiễu hãm hại, khiến cho là gì, số mệnh nó khó có thể là gì được thuận lợi, cứ tưởng là phải buông xuôi. Nhưng mà ấy, bước sang năm 2025 năm Ất Tỵ thì những người tuổi Canh Tuất sẽ gặp được cái thiên thời địa lợi, đúng không ạ, được thiên mệnh giúp sức xoay chuyển cái vận mệnh của mình. Cuộc sống của những người tuổi Canh Tuất sẽ bước một sang trang mới, nhiều cái điều tốt đẹp hơn. Tuy mưu sự thì vẫn gặp phải một số cái khó khăn, nhưng mà nhìn chung ấy, tổng quan lại thì cái thời cuộc nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Canh Tuất mang lại những cái may mắn nhất định. Đây là một cái năm cũng khá nhiều cái điều mong chờ đối với những người tuổi Canh Tuất nam mạng. Bởi vậy quý vị đừng bỏ lỡ cái cơ hội tốt để gia tăng thêm cái may mắn, tài lộc, tiền bạc cho mình nhé. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, chúng ta biết những người tuổi Canh Tuất là những người sinh năm 1970, có thiên can là Canh, địa chi là Tuất. Người này có lá số là Dương Nam, có ngũ hành nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đó, Thoa Xuyến Kim. Có cung mệnh là cung chấn thuộc Mộc, được gọi là tự quan chi cẩu, có nghĩa là chó nhà chùa. Có xương con chó, tướng tinh con cáo, con nhà bạch đế, phú quý. Thưa quý vị, những người tuổi Canh Tuất, chúng ta có canh kim, đó, canh kim gặp tuất thổ, thì chúng ta có cục diện là thổ kim tương sinh, chi thì sinh cho can, nạp âm và can chi lại tương hợp với ngũ hành là gì, thoa xuyến kim. Vậy nên là gì, nói chung ấy, những người tuổi Canh Tuất thì có một cái căn bản khá là vững chắc, thực lực hơn người, nhiều may mắn và ít gặp trở ngại trên con đường đời. Nói chung ấy, những bác nào mà sinh vào mùa thu và các tháng giao mùa ấy, thì là hợp mùa sinh. Những người tuổi Canh Tuất có nhiều kim tính trong cái tuổi của mình, khi mà kim vượng hay là suy thì đều gì, đều hóa, đều kiềm chế, và các gì, các bộ phận như là phổi, ruột dễ bị suy yếu khi mà lớn tuổi. Xét về cái lá số tử vi trọn đời của những người tuổi Canh Tuất thì chúng ta thấy rằng khi còn nhỏ thì quý vị cũng không được may mắn cho lắm, nhưng về hậu vận thì khá là an nhàn. Những người tuổi này thì con cháu có gì tấn phát về con đường công danh và có thể hưởng được cái phúc đức từ gia tộc. Những người tuổi Canh Tuất nam mạng thì hưởng thọ trung bình từ 58 đến 65 tuổi. Tuy nhiên, nếu mà trong thời gian cuộc đời của mình, quý vị làm nhiều những việc phúc đức, làm nhiều việc thiện thì có thể được gia tăng thêm cái tuổi thọ. Trái lại, nếu làm quá nhiều cái việc ác thì sẽ bị giảm thọ đi. Về tổng thể thì năm 2025 năm Ất Tỵ nói chung là một cái năm khá là may mắn, hanh thông đối với những người tuổi Canh Tuất nam mạng sinh năm 1970. Quý vị sẽ gặt hái được nhiều cái thành công xứng đáng ngưỡng mộ trên cái phương diện sự nghiệp cũng như là gì, trong cái công việc làm ăn kinh doanh của mình. Túi tiền thì rủng rỉnh, khiến cho những người tuổi Canh Tuất không cần phải lo lắng gì đến cái chuyện chi tiêu. Tuy nhiên, những người tuổi Canh Tuất nam mạng cũng cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là khi lao động chân tay hoặc là tham gia giao thông, để tránh những cái hung họa đáng tiếc. Thưa quý vị, thì trong năm 2025 chúng ta xét về cái mối quan hệ thiên can địa chi thì chúng ta thấy gì? Địa chi Tuất, Tuất mà gặp thì Tỵ, đúng không? Tỵ hỏa sinh cho thất tổ. Như vậy là gì? Được cục diện là ngũ hành tương sinh. Đấy. Được Thái Tuế sinh cho. Vậy năm 2025 năm Ất Tỵ là một cái năm mà khá bình ổn, công việc làm ăn thì duy trì ổn định, ít có cái sự biến động. Đấy, và có được một cái thành công rực rỡ. Tiền bạc thì nó khá là cân bằng, làm ăn buôn bán thì cũng có lời có lãi. Nói chung ấy, bình quân lại thì vẫn ở mức khá, gia đạo thì cũng bình hòa, sức khỏe thì cũng ổn định, không phát sinh cái vấn đề nào quá nghiêm trọng.
Vậy nên là gì? Đối với những người tuổi Canh Tuất trong năm 2025 năm Bất Tỵ được cục diện là được Thái Tuế sinh cho, đúng không ạ? Tỵ Hỏa sinh cho Tuất Thổ. Vậy nên đây cũng là một cái năm mà khá là may mắn. Quý vị hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, nghênh đón cái vị thần sát lớn nhất trong năm. Giúp quý vị có một năm bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài Thái Tuế mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 nam ạ. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta xét về cái mối quan hệ thiên can. Đấy, thì chúng ta có thiên can Canh, Canh mà gặp Ất thì nó là gì? Nó là chính tài, nó chính tài. Thưa quý vị, được cái cục diện chính tài nó ghé thăm, nó mang đến cái tài lộc rực rỡ hơn cho những người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Nếu mà ai biết tận dụng cái cơ hội tốt để gặt hái thì sẽ có được nhiều cái thành công rực rỡ, thắng lợi ở khía cạnh công việc lẫn sự nghiệp của mình. Năm 2025 năm Bất Tỵ thì những người tuổi Canh Tuất được chính tài trợ mệnh, đâm ra là gì? Sẽ cái tiền bạc nó sẽ đến nhiều hơn, đặc biệt là những người làm ăn kinh doanh với những người buôn bán ấy thì gì, cái tiền bạc nó đến gấp nhiều lần so với thời gian trước đó, giúp quý vị có một cuộc sống đổi đời sau một đêm. Bên cạnh đó, cái năm Ất Tỵ thì chúng ta có biết năm Ất Tỵ thì cái địa chi Tỵ này nó ẩn tàng ba thiên can là Bính, Mậu và Canh. Chúng ta có Canh gặp Bính thì nó là Thất Sát, Canh gặp Mậu là Thiên Ấn và Canh gặp Canh nó là Tỷ Kiên. Như vậy là gì? Trong cái thiên can ẩn tàng thì vẫn có những cái hung tinh như là Thất Sát và Tỷ Kiên. Đấy. Nó ẩn tàng, nó sẽ gây ra những khó khăn, những cái bất lợi nhất định đối với cái vận mệnh của những người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Vậy bây giờ chúng ta cùng xét nó ảnh hưởng như thế nào nhé. Thì đầu tiên chúng ta có Canh gặp Bính thì nó là Thất Sát. Gặp cục diện Thất Sát nó chiếu mệnh, nó xuất hiện, nó sẽ không có lợi cho con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Đúng không ạ? Quý vị sẽ có thể bị người nào đó gây khó dễ. Nhưng mà trong thời gian này quý vị hãy giữ cái tâm trí của mình, giữ cái lý trí của mình, không nên nóng nảy hay là to tiếng vì có thể quý vị sẽ gặp bất lợi. Nói chung năm 2025 năm Bất Tỵ thì quý vị càng giữ cái lời ăn tiếng nói, cũng như là gì, cẩn trọng trong cái cách hành xử thì sẽ dễ thu phục được lòng người hơn. Bên cạnh đó, chúng ta có Canh gặp Mậu thì nó là Thiên Ấn. Cái Thiên Ấn nó xuất hiện, nó cho hay trong năm 2025 năm Bất Tỵ thì có cái sự giúp đỡ của Thiên Ấn, nên là những người tuổi Canh Tuất sẽ vượt qua cái giai đoạn khó khăn hiện tại, củng cố cái vật chất tinh thần. Đấy. Hứa hẹn quý vị sẽ nhận được nhiều cái cơ hội để mở rộng cái sự nghiệp trong cái thời gian sắp tới. Và cái Thiên Ấn thì nó cũng sẽ báo hiệu là quý vị trong thời gian tới cũng sẽ đạt được những cái mục tiêu, những cái dự định cá nhân của mình, mang lại những cái thành quả tốt lành cho gia chủ. Vậy nên là gì? Đây cũng là một cái tin mừng đối với những người tuổi Canh Tuất. Bên cạnh đó, chúng ta có Canh gặp Canh thì nó là Tỷ Kiên. Nó là Tỷ Kiên đúng không ạ? Nói chung ấy, Tỷ Kiên thì nó sẽ giúp cho những người tuổi Canh Tuất sẽ có tinh thần hơn, có trách nhiệm hơn. Những người tuổi Canh Tuất nam mạng có thể đạt được những cái thành tựu nhất định trong năm nhờ được Tỷ Kiên nó độ mệnh. Quý vị sẽ hăng hái hơn, nỗ lực hơn trong tập thể, không ngại đảm nhận những nhiệm vụ mà gì những người khác e dè. Nhờ vậy mà con giáp này luôn được cấp trên ưu ái và có khả năng được cất nhắc tăng lương lên những vị trí cao hơn. Vậy nên để hóa giải cái cục diện Thất Sát và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc do cái chính tài, cái Thiên Ấn và cái Tỷ Kiên mang lại, thì những người tuổi Canh Tuất nam mạng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Khi mang theo bên mình thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, giúp hóa giải những cái xung sát, những cái thị phi, những cái hạn tiểu nhân hãm hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc, tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 nam ạ. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa xét xong cái mối quan hệ thiên can địa chi để luận giải cái vận trình tử vi chi tiết của những người tuổi Canh Tuất nam ạ, đúng không ạ? Tiếp theo thì chúng ta cũng xét về cái vận hạn của năm. Thì chúng ta biết những người tuổi Canh Tuất nam mạng năm 2025 năm Bất Tỵ là 56 tuổi. 56 tuổi quý vị gặp cái sao hạn là cái sao Thổ Tú, gặp cái hạn năm là cái hạn Ngũ Mộ. Năm nay thì quý vị không bị phạm Kim Lâu nhé, nhưng mà bị phạm cái Hoàng Ốc. Hoàng Ốc thì bị phạm vào Ngũ Thọ Tử. Đó. Năm nay thì quý vị cũng không bị phạm Tam Tai. Đó. Vậy nên là gì? Nếu mà những người tuổi Canh Tuất có ý định đứng ra động thổ xây nhà thì quý vị cũng tốt nhất là nên mượn tuổi nhé, cho được thuận lợi may mắn hơn. Thưa quý vị, thì đầu tiên chúng ta cùng xét về cái sao hạn nhé, cái sao hạn.
thì những người tuổi Canh Tuất 1970 năm hạn, năm 2025 năm Bất Tỵ thì 56 tuổi gặp cái sao hạn là cái sao Thổ Tú, đúng không ạ? Các cụ có câu thơ như sau này: Thổ Tú tháng 8 tháng 4, gia đình tan tác hao hư bạc tiền, lệ chào tơi tả triển miên, biệt ly nội ngoại muộn phiền tiễn đưa. Thì đây là một cái hung tinh, nó gây ra cái sự trở ngại về tinh thần, sự xung khắc trong các mối quan hệ, gây ra cái chuyện điều tiếng thị phi. Trong cuộc sống, trong năm thì dễ bị kẻ xấu ném đá giấu tay mà sinh ra thư kiện. Bên cạnh đó, trong năm thì xuất hành cũng không được thuận, gia đạo thì bất hòa, chăn nuôi gia súc thì dễ bị thua lỗ, sức khỏe của quý vị cũng dễ bị giảm sút. Cái sao này nó xấu nhất vào hai cái tháng, đó là tháng 4 và cái tháng 8 âm lịch nhé. Trong hai tháng này quý vị phải hết sức đề phòng. Cái việc hóa giải sao Thổ Tú nó thường xuất phát từ tâm lo lắng. Nhưng mà nếu quý vị giải tỏa được cái điều này thì cũng không có gì đáng phải lo ngại cả. Cái việc hóa giải chủ yếu dựa vào cái quý vị nên gì? Chú ý giữ cho tâm của mình nó được thoải mái, được vui vẻ là được. Đó. Tiếp theo, chúng ta có tuổi Canh Tuất 1970 năm mạng ấy, thì xét đến hạn năm nhé. Cái hạn năm thì quý vị gặp cái hạn ngũ mộ. Hạn ngũ mộ. Các cụ nói là gì? Ngũ mộ hạn xấu tổn tài, thiên tai mắc phải thì dạ tai ngọc hình. Nói chung cái hạn ngũ mộ nó là một cái hạn xấu. Nó chủ yếu liên quan đến vấn đề về tiền của, về tiền bạc, về tài sản. Khi gặp cái hạn ngũ mộ thì tiền của dễ bị kẻ xấu đánh cắp. Mua hàng thì dễ phải trả hàng hoặc là mua phải hàng kém chất lượng. Bên cạnh đó, tình hình tài chính, tiền của thì ngày càng hao hụt, tiền bạc thì vơi đi nhiều. Nó nặng nhất có thể dẫn đến là gì? Làm ăn thua lỗ, trắng tay. Một đồng dính túi cũng không còn. Vào cái năm 2025 năm Ất Tỵ thì những người tuổi Canh Tuất gặp hạn ngũ mộ thì quý vị cũng dễ mắc phải những vấn đề về sức khỏe. Trong năm nay thì thường ốm đau bệnh tật và hay gặp những rắc rối liên quan đến khiến cho quý vị phải suy nghĩ quá nhiều hay là đau đầu lâu ngày dẫn đến suy nhược về tinh thần. Vì thế trong năm 2025 năm Bất Tỵ để hóa giải hai cái hạn này đi này, để hóa giải cái sao Thổ Tú và cái hạn ngũ mộ ấy, thì những người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 năm mạng, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, nó được làm bằng bạc. Trên sáu cạnh của nó có chứa lục tự đại minh chú của nhà Phật. Mặt trước và sau y hình bông hoa sen là nơi tọa thiền của Đức Phật, đúng không? Và ở giữa nó có một cái viên cầu pha lê. Trong viên cầu pha lê có chứa cái chú Bát Nhã Tâm Kinh. Đó, và cái hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đang ngồi thiền. Đây quý vị có thể kiểm chứng bằng cách là gì? Nhìn vào trong, nhìn trực tiếp bằng mắt thường, hoặc là quý vị cũng có thể đặt cái viên pha lê này vào cái camera điện thoại để cho nó hiện lên cái chú Bát Nhã Tâm Kinh và cái hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì đây là cái thần chú giúp cho quý vị được tịnh tâm an nhiên, khai sáng trí tuệ, giúp cho những người tuổi Canh Tuất đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn trong cuộc sống, trong công việc, nhằm để thâu thu được những cái may mắn và tài lộc nhất định cho gia chủ. Bên cạnh đó, cái Minh Quang Pháp Bảo này cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái Minh Quang Pháp Bảo mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Canh Tuất 1970 nam mạng nhé. Thưa quý vị, nói chung ấy là trong năm 2025 năm Ất Tỵ thì ngoài cái hung tinh ra thì những người tuổi Canh Tuất thì vẫn được cái cát tinh nó chiếu mệnh. Đã cát tinh nó chiếu mệnh. Nó cho thấy trong cái thời gian này quý vị là những người khá giỏi giao tiếp, do là có sao Tấu Thư nó chiếu mệnh lưu lên Tấu Thư đấy. Cái điều này nó trở thành cái lợi thế của những người tuổi Canh Tuất. Nhờ đó mà quý vị có thể thuyết phục được những khách hàng tin tưởng mình hơn. Thế nên tuy thời gian này có mệt mỏi căng thẳng nhưng mà bù lại cái thành tích đạt được cũng vô cùng là xứng đáng với những người tuổi Canh Tuất. Cái cách cư xử hào phóng và cái tính cách đáng tin cậy cũng sẽ trở thành những cái bàn đạp để quý vị dẫn đến cái thành công. May mắn thì cũng luôn đi theo sau những người tuổi Canh Tuất. Tuy nhiên trong năm 2025 năm Bất Tỵ thì những người tuổi Canh Tuất thì lại có cái lưu niên trường sinh là lâm vào đất suy. Và thêm cái tử phù nó cản trở, nó báo hiệu là quý vị có một năm nói chung ấy là vận may dễ đi xuống. Bởi vậy quý vị cũng cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, đặc biệt là khi đối diện với những cái biến cố trong cuộc sống. Những người tuổi Canh Tuất ấy cũng cần phải suy nghĩ, tránh suy nghĩ bi quan. Bởi mọi chuyện thì đều đâu sẽ có đó, và những cái nỗ lực của quý vị cũng đều được đền đáp xứng đáng. Vậy quý vị cũng không cần phải lo lắng nhiều. Thưa quý vị, như vậy là từ cái mối quan hệ thiên can địa chi âm dương ngũ hành và cái hệ thống sao chiếu mệnh thì chúng ta thấy rằng năm 2025 năm Bất Tỵ là một cái năm mà cát hung đan xen, nhưng mà nó vẫn thiên về cát vận nhiều hơn đối với những người tuổi Canh Tuất nam ạ. Đó. Nhìn chung thì công việc làm ăn có lúc thăng lúc trầm, có giai đoạn thì khó khăn,
nhưng mà cũng có giai đoạn là phát triển tốt. Các mối quan hệ hợp tác bên ngoài thì cũng sẽ gặp được nhiều may mắn, nhưng mà đôi khi cũng có những cái mâu thuẫn nhỏ, nhưng mà cũng không quá lớn, đúng không ạ? Tự chung lại thì vẫn ở cái mức bình ổn, không phải lao tâm khổ tứ quá nhiều. Điểm cần tránh với những người làm lãnh đạo trong thời gian này là đưa ra những cái quan điểm độc đoán, bắt cấp dưới phải nghe theo, khiến cho cái mâu thuẫn nó nảy sinh. Công việc làm ăn thì gặp nhiều cái trắc trở bất lợi. Trong năm 2025 năm Mất Tỵ thì tiền bạc cũng duy trì ở cái mức bình ổn, không bị biến động quá mạnh. Kinh doanh buôn bán thì cũng khá là may mắn, tiền bạc kiếm được mà tiêu thì cũng lắm. Nói chung ấy cũng khó tích lũy, nhưng mà quý vị cũng không phải lo túng thiếu. Trong năm 2025 thì quý vị cần phải lưu tâm hơn là cái phương diện sức khỏe của mình có dấu hiệu bị giảm sút mạnh. Bệnh tật thì nó phát sinh, nhất là cái bệnh về khí huyết, khiến cho gì quý vị dễ bị đau đầu chóng mặt đấy. Ngoài ra quý vị cũng cần đề phòng những cái tai nạn về sông nước đấy. Thưa quý vị, nói chung năm 2025 năm Mất Tỵ thì là một cái năm mà cũng có nhiều cái biến động, nhưng mà gì chủ yếu theo chiều hướng tích cực, tài lộc thì vẫn cứ phát triển tốt và nhiều cái may mắn nó cũng sẽ kéo đến với những người tuổi Canh Tuất nha. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ xong cho quý vị và các bạn về vận trình tử vi của những người tuổi Canh Tuất năm mạng trong cái năm 2025 năm Mất Tỵ, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta xem là cái vận trình của những người tuổi Canh Tuất trong 12 tháng thì tháng nào tốt, tháng nào xấu, tháng nào có quý vị có cơ hội là trúng số đổ đắc, tháng nào quý vị có cơ hội đổi đời giàu to, thì ngay sau đây Tử Thông sẽ phân tích cùng quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị thân mến, thì đầu tiên chúng ta cùng xét về cái vận trình của những người tuổi Canh Tuất 1970 năm mạng trong cái tháng riêng âm lịch, đó là tháng Mậu Dần, đúng không? Tháng Mậu Dần là cái tháng mà vô cùng may mắn đối với những người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, do được cục diện tam hợp thái tuế nó tương trợ giúp đỡ, lại được cái lưu niên phúc đức thiên đức kèm theo cái lực sĩ. Vậy nên là đây cũng là một cái tháng khá là cắt lành may mắn. Đầu năm mà gặp may mắn hanh thông thì cả năm cũng sẽ được suôn sẻ bình an, đúng không ạ? Quý vị không gặp phải cái biến cố gì trong cuộc sống. Hơn nữa, cái sự nghiệp cũng như là cái công danh của quý vị ấy, thì nói chung ấy, trong năm thì cũng được phát đạt, làm ăn thì tiến tới, thuận lợi. Mưu sự lớn nhỏ đều cũng dễ thành. Đó. Có thể nói đây là cái thời điểm thu hoạch sau những cái năm tháng cố gắng của quý vị ở thời gian trước đó. Bên cạnh đó, trong năm thì sức khỏe của quý vị cũng khá là tốt, do là cái sao lực sĩ nó chiếu mệnh. Nhìn chung ấy, mọi sự đều tốt đẹp trong cái thời gian này. Đó. Duy chỉ có trong thời gian này Duy có lưu niên tuyệt đã nhập bệnh, nên là khiến cho các mối quan hệ xã giao nó không còn được hữu hảo nữa. Quý vị gì ăn nói cũng nên giữ mồm giữ miệng thì mới tránh được cái chuyện thị phi tai ách. Thì ngoài ra cần phải đề phòng cái chuyện tiểu nhân lợi dụng mà sinh ra lừa gạt về chuyện tiền bạc đó. Tiếp theo chúng ta xét là tháng 2 âm lịch là tháng Kỷ Mão. Thì trong tháng 2 chúng ta cùng diện là Mão Tuất là nhị hợp. Trong tháng này thì nói chung đây là một cái tháng lại tiếp tục gặp nhiều cái may mắn với những người tuổi Canh Tuất, do được cục diện là Mão Tuất nhị hợp nó mang lại. Quý vị sẽ gặp được nhiều cái may mắn trên con đường công danh sự nghiệp cũng như là trong chuyện làm ăn kinh doanh. Thêm nữa lại có cái lưu niên thai nó hỗ trợ nữa, nó đại diện cho sự chuyển hóa đấy, tiến triển trong tháng này. Vì thế nếu mà nhận ra cái việc gì mình cần thay đổi thì quý vị nên cố gắng tập trung và sửa ngay làm ngay. Kết quả lúc này cũng rất là khả quan. Quý vị không nên trì hoãn, nếu không sẽ lãng phí các nguồn tài nguyên và nguồn lực. Bên cạnh đó trong tháng 2 lại còn có lưu niên lộc tồn nó chiếu mệnh nữa. Vậy nên là gì? Nó chủ về cái tài chính, quý vị cũng không phải bận tâm đến cái chuyện tiền bạc quá nhiều. Nói chung ấy, từ đầu tháng trở đi đến cuối tháng thì cái chuyện buôn bán nó ngày càng có nhiều cái cơ hội để phát tài phát lộc. Thì ngoài ra trong tháng này lại có cái lưu niên bác sĩ, nó cũng sẽ giúp cho sức khỏe của quý vị được tốt hơn. Đấy. Nhưng mà quý vị cũng đừng chủ quan nhé, cũng nên là gì chú ý đến sức khỏe của mình, nên luyện tập thể dục thể thao thường xuyên để gì tăng cường cái sức đề kháng cho cơ thể nhé. Nói chung cái tháng này cũng là một cái tháng khá là may mắn, đúng không? Với những người tuổi Canh Tuất có 2 tháng đầu năm thì đã may mắn rồi. Tiếp theo chúng ta xem tháng 3 âm lịch là tháng Canh Thìn. Thì tháng 3 âm lịch chúng ta cục diện là Thìn Tuất là tương xung. Cái cục diện tương xung ấy nó dự báo là trong cái tháng 3 âm lịch nó sẽ xuất hiện những cái rắc rối, những cái căng thẳng trong công việc mà quý vị sẽ phải đối mặt. Không phải chỉ có cái vấn đề về công việc mà còn lưu ý về các mối quan hệ. Cái sao Đà La trong cái tháng này nó xuất hiện, nó cũng chủ về các âm mưu. Đấy, chủ về cái sự xảo quyệt, rào trá đúng không ạ? Lừa bịp hay là đố kỵ nó xuất hiện. Quý vị nên cẩn thận đấy và suy nghĩ một cách nghiêm túc. Lời khuyên dành cho quý vị là trong thời gian này nên nhờ những người có kinh nghiệm hỗ trợ. Họ sẽ chỉ cho quý vị những cái con đường phù hợp hơn. Thì ngoài ra
dưới sự ảnh hưởng của cái sao quan phủ ấy, nó gây ra nhiều cái chuyện là kiện tụng thị phi. Tại quan phủ nó chủ về công đường, chủ về pháp luật, đúng không ạ? Dễ vướng phải cái hung họa đáng tiếc, và thậm chí là gì, vướng vào cái chuyện tù tội. Vì thế mà quý vị cần phải lưu ý nhé. Đó. Nói chung trong tháng này cũng là một cái tháng xấu, không tốt với những người tuổi Canh Tuất. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình và để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp cho mọi việc cũng được thuận buồm xuôi gió, thì những người tuổi Canh Tuất 1970 nam mạng, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để mà trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Canh Tuất 1970 nam mạng. Tiếp theo chúng ta xem tháng 4 âm lịch là tháng Tân Tỵ. Thưa quý vị, công việc trong cái tháng này thì thường xuyên đối mặt với những thử thách, những khó khăn. Một phần là do tình hình chung của thời cuộc, một phần là do là gì, có cái tác động của thái tuế và cái phục binh nó gây ra. Vì vậy quý vị cần phải hết sức thận trọng, ngay cả trong những việc liên quan, trong cả những việc quen thuộc ấy, cũng không được phép lơ là. Nếu không ấy, sẽ xảy ra những cái rắc rối bất ngờ, nó có thể đến bất cứ lúc nào. Thậm chí là quý vị phải đền bù, bỏ cái tiền của mình ra để đền bù những cái thiệt hại. Bên cạnh đó, quý vị còn dễ vướng phải những cái chuyện thị phi kiện tụng nữa. Từ giữa tháng thì vận khí nó cũng sẽ được tốt lên, trông thấy nhờ có liên viên trường sinh nó an ngữ. Đó. Vậy nên quý có thể là gì? Nhắc nhở quý vị thực hiện một số cái dự định của mình sẽ có cơ hội thành công lớn. Đó. Bên cạnh đó, để gia tăng thêm cái may mắn nhé, quý vị nhớ nhé, luôn mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để được trợ mệnh hộ thân. Tiếp theo chúng ta xét đến tháng 5 âm lịch là tháng Nhâm Ngọ. Thì trong tháng 5 chúng ta lại được cả cục diện là mục dục, đúng không ạ? Lại được gì? Cái cục diện tam hợp thái tuế nó tương trợ, nó giúp đỡ. Vậy nên các mối quan hệ xã giao của bản mệnh trong cái tháng này thì phát triển khá là tích cực. Quý vị sẽ làm quen được với những cái đồng nghiệp tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mình những cái lúc khó khăn, tìm được những người có cùng chung chí hướng, cùng cố gắng hướng đến những cái mục tiêu chung. Nhờ có họ mà công việc của quý vị được tiến triển suôn sẻ hơn hẳn, khó khăn thì cũng không còn đáng sợ nữa. Tuy nhiên, trong cái tháng này thì lại có cái lưu niên đại hao này và cái thiên không này, nó gây tốn kém tiền bạc của quý vị. Nó khiến cho quý vị không thể không chi tiền trong cái tháng này. Quý vị và các bạn cũng sẽ tiêu pha một gì cho mình khá nhiều khoản. Vì thế mà nên gì hạn chế cái việc ăn chơi nếu mà không muốn gì mình bị cháy túi. Chưa hết tháng mà đã hết tiền rồi. Lúc này thì quý vị cũng càng phải thấm hơn một câu là gì, kiếm củi 3 năm mà đốt một giờ của người xưa. Nói chung trong tháng này thì để gia tăng thêm may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Canh Tuất hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho mình nhé. Tiếp theo chúng ta xét tháng 6 là tháng Quý Mùi. Thì trong tháng 6 lịch tháng Quý Mùi thì có lưu niên quan đới nó chiếu mệnh, nên là cái vận quý nhân nó cũng vô cùng là vượng. Đấy, dưới cái sự che chở của các cát tinh và quý nhân thì những người tuổi Canh Tuất ấy, mưu sự thì dễ thành. Quý vị nên tự tin vào và hành động độc lập tự chủ, hăng hái và nắm cái quyền hành trong tay. Tinh thần làm việc trong cái tháng này của quý vị cũng đang lên cao khá rõ, tràn đầy cái cảm hứng, cái hứng khởi. Công việc vì thế mà cũng được hanh thông thuận lợi hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cái cục diện tương phá đấy, Mão và Tuất và Mùi là tương phá, từ vừa hình vừa phá, nó cũng sẽ khiến cho xuất hiện những cái điểm báo thị phi tranh chấp, thậm chí là vướng vào kiện cáo pháp luật. Nói chung trong cái tháng này ấy, thì những người tuổi Canh Tuất nam mạng cũng dễ gặp phải những cái bất lợi về sức khỏe, về thể chất cũng như là về tinh thần, khi mà lại gặp cái lưu niên bệnh phù nó ghé thăm, kèm theo cái lưu niên tăng môn nữa. Vì thế quý vị cần phải hết sức cẩn thận, chú ý trong vấn đề đi lại và chú ý về cái sức khỏe của mình. Khi mà tham gia giao thông cũng như là khi mà lao động trên tay ấy, thì cũng cần đề phòng những cái tai nạn bất ngờ. Thì ngoài ra, cái lưu niên tang môn này nó cũng cảnh báo những cái chuyện buồn phiền, những cái chuyện phiền lòng bận tâm hoặc là những chuyện tang tóc có thể xảy ra, khiến cho quý vị phải suy nghĩ nhiều nhé. Vậy nên là gì, quý vị hãy nhớ nhé, luôn mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp cho vận trình nó được hanh thông thuận lợi hơn. Tiếp theo chúng ta xét đến tháng 7 âm lịch, đó là tháng Giáp Thân. Thì những người tuổi Canh Tuất trong tháng Giáp Thân thì chúng ta được cục diện tam hội là Thân, Dậu, Tuất là tam hội, đúng không ạ? Thêm nữa trong cái tháng này lại có lưu niên lâm quan nó chẩm mệnh. Đấy, nó hỗ trợ. Vậy là cái chuyện làm ăn buôn bán của những người tuổi Canh Tuất ấy cũng sẽ đạt được những kết quả tốt.
sự nghiệp thì tăng tiến không ngừng, có thể được cất nhắc lên những cái vị trí công việc tốt hơn hoặc là làm quản lý, làm lãnh đạo. Ví như là một tay cầm con dấu, còn một tay thì lĩnh một chức quan của người xưa. Bên cạnh đó, trong tháng lại có rất nhiều cái cutting như là gì? Sao thiếu âm, hỷ thần và cái sao thiên Việt nữa. Nó cũng sẽ mang lại những cái cát lợi may mắn nhất định cho những người tuổi Canh Tuất. Bên cạnh đó thì nó cũng khiến cho cái phương diện tình cảm của quý vị nhìn chung là khá yên ổn. Vợ chồng thì biết yêu thương, trân trọng và cảm thông cho nhau trong các phương diện của cuộc sống. Nhờ vậy mà đôi bên có thể cùng dìu dắt nhau vượt qua những khó khăn, chinh phục những cái đỉnh cao của cuộc đời. Trong gia đình trong tháng này thì cũng có nhiều cái chuyện hỷ tín từ phương xa mang lại, hoặc là gì, những cái chuyện trong gia đình đó. Vậy nên là gì, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Tiếp theo chúng ta xét đến tháng 8 lịch, nó là tháng Ất Dậu. Thì trong tháng 8 thì có liên liên đế vượng nhập mệnh, nhưng mà quý vị lại gặp cục diện lục hại này, quan phù và phi liêm. Nói chung trong tháng 8, dù trong tháng có đế vượng nó nhập mệnh nhưng vẫn gì, nhưng cái vận khí của những người nam mạng Canh Tuất ấy cũng không được tốt hơn bởi cục diện lục hại và cái phi liêm nó gây ra. Nhắc nhở quý vị cần phải cẩn thận hơn trong những chiêu trò chơi xấu của đối thủ cạnh tranh hoặc là những lời nịnh bợ của kẻ khác. Nếu mà dễ dàng tin theo những cái lời của người khác thì quý vị rất dễ bị lạc mất phương hướng. Thì ngoài ra cũng cần phải lưu ý, cái sao quan phù nó là một cái hung tinh, nó mang đến cái sự tranh chấp kiện tụng thị phi, rắc rối về pháp luật. Và nghiêm trọng hơn là cái họa lao ngục. Bởi thế, những người tuổi Canh Tuất nam mạng trong thời gian này cũng cần phải tuân thủ nguyên tắc làm ăn chân chính, đúng pháp luật thì mới có thể được lâu bền. Trái lại, nếu giở trò mờ ám nhằm trục lợi cá nhân ấy, gây thiệt hại cho tập thể, cho người khác, cho xã hội thì sớm muộn cũng dính vào bẫy pháp luật. Vậy nên quý vị cần phải lưu tâm. Và để hóa giải những cái hung họa tiểu nhân cũng như là gì, gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Canh Tuất nam mạng trong tháng này, thì quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Tiếp theo chúng ta xét tháng 9 là tháng Minh Tuất. Trong tháng này chúng ta có lưu niên suy, lưu niên tử phù và tấu thư. Nói chung trong tháng 9 âm lịch ấy, thì cái phương diện sự nghiệp của những người tuổi Canh Tuất nam mạng không được khả quan cho lắm do tác động từ lưu niên suy nó gây ra. Đó. Nó gây ra nhiều những cái thăng trầm, những khó đoán. Công việc ở cái thời điểm hiện tại thì vẫn chưa thể là tìm được cái hướng đột phá. Trạng thái tinh thần thì bất ổn, ảnh hưởng rất lớn đến cái tinh thần làm việc của quý vị trong thời gian này. Bên cạnh đó, cái liên quan tấu thư nó cho thấy là quý vị trong tháng này cũng có giỏi ăn nói, giỏi giao tiếp và cũng trở thành một cái lợi thế giúp quý vị có thể là gì, thuyết phục được khách hàng và có được những cái đơn hàng lớn. Thế nên tuy cái thời gian này vẫn mệt mỏi căng thẳng nhưng mà bù lại thì quý vị cũng có được những cái thành quả xứng đáng đấy. Và công việc thì sẽ được hoàn thành một cách nhanh chóng nên quý vị cũng không cần phải quá lưu tâm. Tiếp theo chúng ta xét tháng 10 là tháng Đinh Hợi. Thì trong tháng 10 chúng ta có cái lưu niên bệnh nhập mệnh, lại thêm cái lưu niên tuế phá nữa. Đó. Nói chung tháng 10 âm lịch là cũng là một tháng không tốt dưới tác động của cái lưu niên bệnh, nên là quý vị cần phải hết sức chú ý về tình hình sức khỏe của mình nhé. Nói chung ấy, quý vị thường xuyên bị đau ốm, kém ăn kém ngủ trong thời gian này, thiếu thời gian nghỉ ngơi khiến cho cơ thể bị suy nhược toàn diện. Thì ngoài ra cái tuế phá và cái tướng quân nó cũng tác động, nó khiến cho bản mệnh có xu hướng là cứng nhắc trong cái cách giải quyết các vấn đề. Quý vị luôn không hài lòng với mọi người, cho rằng mình đúng trong các cách giải quyết, không nghe lời khuyên giải của mọi người khiến cho công việc nó dễ rơi vào bế tắc. Đôi khi á, thì quý vị nên hạ cái tôi của mình xuống và nghe lời góp ý của mọi người. Thậm chí những người ít tuổi hơn thì quý vị cũng nên là gì, tham khảo ý kiến. Thì công việc của quý vị đôi khi cũng sẽ được gì, suôn sẻ hơn, thuận lợi hơn, hanh thông hơn. Vậy nên để gia tăng thêm may mắn và hóa giải những thị phi, quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Tiếp theo chúng ta xét tháng 11 là tháng Mậu Tý. Tháng Mậu Tý, trong tháng Mậu Tý này thì có liên nguyên tử nhập mệnh này, lại có tiểu hao này. Nói chung ấy, liên nguyên tử và cái tiểu hao nó khiến cho công việc của quý vị gặp phải những cái sự cố bất ngờ. Quý vị hãy nghiêm túc và bình tĩnh để tìm ra cái phương hướng giải quyết phù hợp. Thì ngoài ra quý vị cũng thì cần phải hạn chế những cái suy diễn hoặc là làm phức tạp hoặc cái vấn đề lên. Hãy học cách đánh giá và nhìn nhận sự việc theo một góc độ tích cực đấy, đừng có cố chấp nữa. Như vậy thì quý vị sẽ nhanh chóng tìm ra cái hướng đi phù hợp hơn. Thêm nữa, cái tháng này cái tiểu hao này, liên quan tiểu hao cho thấy là trong tháng quý vị cũng sẽ phải tốn kém tiền bạc cho các hoạt động xã hội, mua vui hoặc là cái hoạt động chữa bệnh đấy.
các khoản xã giao là không thể tránh khỏi. Xong, nếu mà các bạn nếu mà cân đối chi tiêu một cách hợp lý, tránh mua sắm lãng phí, nếu có thể giảm bớt được cái số tiền tụ tập hay là giao lưu không đáng có. Tuy nhiên, sự nghiệp của quý vị trong thời gian này không chỉ toàn những cái điều xui xẻo không như ý. Có một vài cái thời điểm thì cái sao Long Đức và cái sao Thiên Việt là Thiên Khôi này, nó cũng sẽ mang lại cái may mắn, nó cũng sẽ giải cứu kịp thời và giúp quý vị có được một cái cuộc sống như ý hơn, thoát khỏi những khó khăn này đi. Vì thế, những người thuộc canh Tuất hãy luôn lưu ý nhé, hãy luôn mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để mà trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi canh Tuất. Tiếp theo, chúng ta xét đến tháng cuối cùng là tháng 12 âm lịch, nó là tháng Kỷ Sửu. Thưa quý vị, trong cái tháng này thì có lưu niên mộ nó nhập mệnh. Đấy, nó chỉ ra rằng trong cái tháng này thì quý vị sẽ rất là quyết tâm, ngay từ đầu tháng đã xây dựng được cái kỷ luật cao, nên là quý vị sẽ chăm chỉ muốn tập trung vào làm việc, không để cái vấn đề gì nó phân tâm. Quý vị tập trung vào nghiên cứu và tìm hiểu các lĩnh vực mà mình đang thiếu sót. Cái sự nghiệp lúc này thì cũng có phần chững lại một chút, là cái điều dễ hiểu vì quý vị đã quyết tâm chỉ lùi một bước để tiến hai bước. Tuy nhiên, dù sao thì quý vị cũng vẫn cần phải cẩn trọng nhé, vì trong tháng này vẫn còn cái cục diện tương hình để nó ăn ngữ này. Và cái lưu niên là Bạch Hổ Hung Tinh, nó có thể mang đến những điểm tranh đấu, những họa thị phi hoặc sự cạnh tranh lành mạnh hay là không lành mạnh thì đều có. Chính vì thế, làm gì quý vị cũng nên tính toán một cách là cẩn thận, lường trước mọi sự việc, thận trọng trong cái việc dùng người, kẻo lại bị gì, có ngày lại bị lấy oán trả ơn hoặc là bị đánh úp sau lưng. Thì ngoài ra, quý vị cũng cần phải cẩn thận với cái họa huyết quang, đi lại thì dễ gặp những cái tai nạn đó. Vì vậy mà gì, quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để mà trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi canh Tuất 1970 năm ạ. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận trình chi tiết của lá số tử vi của những người tuổi canh Tuất sinh năm 1970 năm mạng trong cái năm 2025 năm Ất Tỵ. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.